Thưa quý vị, tiếp nối phần tư vấn về dịch vụ ngân hàng thường kỳ trong chuyên mục Khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này, tạp chí Ngân hàng mời quý vị cùng nghe tư vấn của chuyên gia ngân hàng về sử dụng Internet Banking, đặc biệt là khi ra nước ngoài. Những dòng điện thoại nào có thể dùng Mobile Banking? Thì hiện nay tất cả các dòng điện thoại mà phổ biến tại thị trường Việt Nam có thể sử dụng được Mobile Banking của các ngân hàng. Chỉ cần điện thoại có kết nối Internet là có thể sử dụng được. Ví dụ như là điện thoại Android, điện thoại iPhone, điện thoại BlackBerry, điện thoại của Windows Phone chẳng hạn. Khách hàng có thể cài đặt ứng dụng vào ngay điện thoại của mình để giao dịch với ngân hàng, hoặc có thể truy cập vào một cái website của ngân hàng mà được thiết kế chuyên dùng cho thiết bị di động để sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, nếu như những máy mà không có kết nối Internet thì khách hàng cũng có thể sử dụng ngân hàng thông qua cái ứng dụng được trong cài đặt sẵn trong cái SIM điện thoại của mình. Khách hàng cũng có thể sử dụng SMS để giao dịch với ngân hàng, cũng có thể sử dụng USSD để giao dịch với ngân hàng. Thì tại thị trường Việt Nam thì hiện nay đối với SMS, USSD thì cũng hạn chế vì cái tính phức tạp như cú pháp giao dịch cũng khó nhớ cho khách hàng. Thông thường thì khách hàng sử dụng điện thoại có kết nối Internet để sử dụng Mobile Banking. Nên dùng Mobile Banking khi ra nước ngoài ra sao cho có lợi? Cũng giống như Internet Banking thì Mobile Banking cũng cần có kết nối Internet. Để sử dụng được thì khách hàng cũng cần có kết nối Internet để có thể sử dụng được dịch vụ Mobile Banking. Và để dùng cái dịch vụ này thì khách hàng cũng hạn chế sử dụng cái dịch vụ chuyển vùng quốc tế thì sẽ phát sinh chi phí rất là nhiều. Khách hàng có thể tận dụng cái Internet tại cái địa phương mà mình đi đến. Đối với khách hàng sử dụng Mobile Banking thì nếu thường xuyên công tác ở nước ngoài thì tôi cũng khuyến cáo rằng là cũng nên sử dụng cái thiết bị gọi là hardware token. Thiết bị này sẽ sinh cái mã giao dịch mà không phụ thuộc vào nhà mạng và cũng rất là an toàn trong quá trình giao dịch, xác thực cái giao dịch. Quý vị vừa theo dõi chương mục Khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ cũng như là chính sách trong ngành ngân hàng, xin quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí Ngân hàng fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong tạp chí Ngân hàng số ra hàng tuần.